Trời ơi, nét giống chi bu quá ha. Bé ơi, bé tên gì và bao nhiêu tuổi? Em có thể cho mọi người biết là cái mục đích của em đến với chương trình là gì không? Dạ, em là Diễm Quỳnh. Em năm nay 26 tuổi. Em muốn đến với chương trình là muốn tìm cho mình một chàng trai độc thân phù hợp. Hình như là nó chưa có đủ cái tâm lý lắm để mà quên đi cái vụ vừa rồi đúng không bé? Dạ. Ờ đó, thế anh thấy nó cũng còn hơi dính vương vấn cái vụ vừa rồi. Thế kể anh nghe sơ sơ đi nào, tại nghe cái tên Diễm Quỳnh nghe thấy buồn quá. Cái chuyện đó nó chỉ mới xảy ra cho nên là em vẫn chưa quên được. Bình tĩnh nào. Cái tay cầm tay nè. Yêu lắm đúng không? Yêu chứ. Có nghĩa là anh ấy đã lừa dối rất là nhiều lần. Và em cũng tha thứ rất là nhiều lần. Cho tới lần cuối cùng thì em không thể bỏ qua được nữa. Tất nhiên là người đàn ông lừa dối nó có nhiều lý do đó. Bản tính của họ rồi tất cả mọi thứ. Nhưng khi em tự hỏi ngược lại bản thân mình, có bao giờ em hỏi rằng là tại sao cái chuyện đó nó cứ liên tục xảy ra với em không? Và em đã có câu trả lời nào đó sơ sơ cho mình chưa? Em trước đó đó, em đã gặp một mối tình nào khác chưa và em đã từng bị lừa dối trước đó chưa? Hai lần rồi. Dạ hai lần. Hai lần vậy luôn á hả? Hai lần đều là bị lừa dối. Riêng cái chuyện gần nhất nè, là em bị lừa dối tổng cộng bao nhiêu lần? Em nghĩ chắc là hết một bàn tay á. Em quen bao nhiêu lâu mà được hết bàn tay? Hơn 2 năm. Tiếp bạn trai em là người như thế nào nhỉ? Thật sự anh ấy rất là thông minh. Trong giao tiếp thì rất là khéo léo. Và ở bên cạnh anh ấy em rất là vui. Anh ấy làm công việc cũng bình thường thôi à. Nhưng mà cái sự tâm lý sâu sắc của người ta làm cho em cảm thấy là người ta có thể đồng điệu đối với mình. Nhưng mà không ngờ cũng chính cái sự thông minh đó anh đã nói dối em một cách rất là tài giỏi luôn. Nãy giờ hỏi câu đó có lý do em mà. Có bao giờ em hỏi rằng là tại sao cái chuyện đó nó cứ liên tục xảy ra với em không? Và em đã có câu trả lời nào đó sơ sơ cho mình chưa? Tại vì thế này nè bé ạ, em không có sức đề kháng trong tình yêu. Mà cái gu em thích là thích virus. Nó buồn cười vậy đó em. À, con nào nó yếu yếu thì em bị cảm cúm nhẹ ha. Con nào nó là siêu vi thì em sốt 7 ngày. Thường những người phụ nữ như em sẽ rất là dễ bị cám dỗ bởi sự thông minh của đàn ông, sự ấm áp, những lời nói ngọt ngào và sự vững chãi. Nhưng mà thường em thiếu cái đầu lạnh để em tỉnh táo lại, em phân tích rằng em có năng lượng bao nhiêu mà em lại mê một cái khối năng lượng nó mạnh đến như vậy. Dạng người như em á, em nên tìm một cái người đàn ông nào thật thà. Người đó không thật thà, không match và được với em. Tại vì em biết cách đề phòng. Ngay cả ngày hôm nay em vừa bước ra, em muốn chơi một cuộc chơi mới, hoàn toàn là để xóa đi ký ức, chứ không phải là để tìm kiếm một người nào đó. Dạ. Em thoát không nổi, em vay mượn nó để em tiêu diệt cái ký ức vừa rồi của mình. Trong tình yêu em là một cái người như thế nào? Hết lòng này, chăm sóc này, chiều theo các cái đam mê của người yêu, luôn luôn ủng hộ người yêu, hay là em là một cô gái cũng đành hanh, cũng đúng nịu? Thật ra hai cái người mà chị Giang vừa nói á, thì cái này em cũng có. Nhiều lúc người ta nói em là tại sao em không có dịu dàng, hiền lành giống như ngày đầu mới quen anh, mà càng ngày em càng dữ dằn hơn, siết chặt hơn. Nhưng mà đó là tại vì em quá mất niềm tin. Nó thật là thế này, nó buồn cười chỗ anh. Em luôn luôn không biết thả năng lượng vào chỗ nào cho đúng lúc. Cái năng lượng cần nhất ngay từ ban đầu là em phải giữ dằn để cho nó biết là em phải dễ ăn hiếp. Sau khi người ta yêu em rồi, càng ngày em thấy người ta càng yêu em hơn, bắt đầu em nhả nhẹ ra để em đáng yêu dần trong mắt người ta, để người ta càng yêu em. Đó, em đi làm ngược lại là ngay từ đầu em sẽ rất dịu dàng để người ta thương em. Sau khi người ta nắm bắt được em hết tất cả, người ta có cái gì đó dấu hiệu hơi lừa dối em xíu, cái bắt đầu em giữ lên. Cái điều đó là càng đẩy người ta ra xa và làm cho người ta càng muốn lừa dối em nhiều hơn nữa. Dạ đúng rồi. À, nên em đi ngược công thức. Có thể lúc đầu đàn ông thích em bởi vì cái vẻ ngoài của em cho họ cái cảm giác rằng là quá đẹp và quá giỏi, họ phải chinh phục cái cô gái này vì họ cho rằng cái điều ấy nó khó. Ai ngờ. Yes, nhưng ai ngờ khi mà họ kết thúc thì ôi dễ quá, thậm chí có phần ngược lại. Hóa ra là một cô gái luôn hoang mang, luôn thích cảm giác an toàn, luôn luôn sợ hãi. Vậy thì cái vẻ đẹp mà họ thích của em, họ ấn tượng của em lúc đầu nó không còn nữa. Và dạ, trong quá trình yêu họ liên tục nhìn thấy cái điểm yếu của em, cái sự bất an của em, cái sự chạy theo họ của em. Thì dĩ nhiên, chán không ạ? Chán chứ. Cái hình ảnh mà họ hy vọng của em đâu? Dạ. Không có. Em biết không, có thể chàng trai đấy, chị xin lỗi nhá, em nghĩ anh ta thông minh đặc biệt thế gì.
Anh ta ra đây gặp chị, gặp Mi Du, anh ta chả là ai cả. Nhưng anh ta đặc biệt bởi vì cái tình cảm em dành cho anh ta làm cho anh ta trở nên đặc biệt. Em làm anh ta tự tin hơn. Và cái sự tự tin đó làm cho anh ta muốn dùng nó để chinh phục tất cả các cô gái khác. Chị thật sự là chị cảm thấy là cái câu chuyện của em nó rất là giống câu chuyện của chị. Và lúc nãy khi mà chị nghe em chia sẻ cái đức tính mà em cần ở một người đàn ông là sự chung thủy á, thì thật sự là da gà của chị nổi lên ngay lúc đó. Và lúc đó là Giang có quay qua, Giang chỉ với chị. Chị nghĩ như vậy, sau những cái cú vấp ngã đó, nhiều khi mình cần tỉnh táo hơn để mình xác định mình sẽ tạm cho những cái điều kiện như là đẹp trai, thông minh, hào hoa gì đó, nó là những điều kiện phía sau. Còn cái điều kiện đầu tiên và tiên quyết ở một người như em, như anh Thành chia sẻ là đúng, em cần một người thật thà, một người chung thủy. Đàn ông thông minh là kết quả. Thay vì vừa xưa giờ nói chuyện hay xíu, cư xử dễ xíu, làm cho mình vui xíu, ba cái cộng lại bằng thông minh, đúng không? Dạ đúng rồi. Viết công thức dài ra: thông minh, tử tế, bằng đẹp trai, duyên dáng, nói chuyện khéo léo, biết cách cư xử. Là viết công thức dài ra cho anh. Dạ. Phải nhiều hết tất cả những yếu tố đó em mới cho họ là người đàn ông giỏi, đàn ông hay. Cái thứ hai, nâng cao cái giá trị của chính bản thân mình lên luôn bằng cách bắt họ chấp nhận con người mình ngay từ đầu. Em giữ sao để y vậy, em láo cáo sao để y vậy, chấp nhận được không? Mấy mốt chị ba thấy em yêu chị ba hạ xuống. Chứ không phải chị ba mà cho em dễ ngay từ đầu. Anh nghĩ là cái hay nhất em vẫn cứ là bản thân em đi đã. Chứ đôi khi mình cứ cố gắng mình làm một cái gì đó không phải là mình á, mình cũng không làm được tốt cái điều đó. Không việc gì có thể thay đổi điều đó. Người ta phải yêu mình vì mình là mình, chứ không yêu mình vì mình làm gì cho người ta yêu nha. Nhớ kỹ điều đó. Như kiểu của em á, ví dụ như anh như một người đàn ông, như anh đi nhìn vào người thấy rất xích chở che và rất sợ bị người này bị tổn thương, thì cái mặt người ta thương lắm, người ta buồn cái mình tội nghiệp liền. Bình ơi, đấy là thời gian đầu thôi, một thời gian dài nếu người ta cứ như vậy anh nhìn sẽ cái mặt đó là giận liền đó. Khóc ít thôi, nhưng lần nào khóc đắt lần đó nha. Có một người con trai đã khuyên với chị là trong tình yêu đừng bao giờ cho đàn ông thứ họ muốn nhất, phải tạo cho người đó cái cảm giác là người đó sẽ săn đuổi em. Dạ, thật sự thì nãy giờ mọi người chia sẻ em rất là nhiều, nhưng mà đối với anh thì anh cũng có một tình yêu hơn 5 năm rồi. Và để mà trong tình yêu nó không phải là toán học, em tính như thế này công thức này ra được. Tình yêu nó có nhiều cái phát sinh lắm. Anh chỉ mong rằng em sẽ gặp được một người tốt với em. Bởi vì tình yêu nó có chữ duyên mà. Dạ. Tình yêu của anh với người yêu anh cũng quan trọng từ chung thủy lắm. Anh chỉ muốn chúc em như vậy thôi. Anh muốn em có cái niềm tin lên. Đồng ý nha. Cái tình cảm của em yêu người ta quá, thương người ta quá, làm cho người ta trở nên đặc biệt trong mắt em hả? Cái điều đó tại sao nó tồn tại nha? Là tại vì cái thỏa hiệp của em với đàn ông nó dễ quá. Em dễ cho, em dễ định nghĩa chữ thông minh quá. Thành thử ra là em phải thực sự gặp những con quỷ như Trịnh Thăng Bình thì em mới biết. Xin lỗi Bình, không ý là tôi đang đề cao bạn. Tôi đang đề cao bạn, tôi đang đề cao bạn. Nhưng mà phụ nữ nó có cái vũ khí hay lắm. Cứ khóc khóc tủi tủi vậy đó. Thì cũng có cái kiểu đàn ông họ thích như thế. Nhưng khóc tủi phải biết cách nữa. Đúng, em khóc, em tủi, em phải làm cho nó feel được rằng anh làm tôi tổn thương lắm rồi nha. Chứ cái khóc, cái tủi mà làm cho người ta cảm thấy mệt mè nheo, càng ghét em hơn nữa. Ví dụ em này, ví dụ bình thường mọi người nhìn em mạnh mẽ đúng không? Nhưng ví dụ là em biết là cái gu đàn ông đó nó thích che chở đi, nó yếu đuối đúng không? Bây giờ làm sao nha? Bây giờ làm sao nha? Hả? Em không có niềm tin. Cái đứa bắt cá sấu hả? Em không có niềm tin vào tình yêu nữa. Em sợ tất cả mọi người xung quanh em lắm. Anh cũng không có niềm tin vô em diễn giả quá, diễn giả quá nha. Nói thiệt. Bây giờ gạt đi nước mắt nè, gạt đi nước mắt đuối tình nè. Ok, anh hỏi em câu cuối là em đã bắt đầu muốn bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ em đã sẵn sàng.